Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại tại một số địa phương trên cả nước và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một vấn đề đặt ra đối với ngành chăn nuôi là làm sao để tiếp tục bảo đảm việc duy trì nguồn cung thịt lợn sạch, an toàn để phục vụ người dân. 6 tháng đầu năm 2024, cả nước đã phải tiêu hủy hơn 22.000 con lợn. Số lượng ổ dịch tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm đến nay, một phần nguyên nhân xuất phát từ xu hướng tái đàn ồ ạt, không tuân thủ các yêu cầu an toàn sinh học, vaccine từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hệ thống chuồng trại, máng ăn, máng uống, các cái dụng cụ trang thiết bị phải đảm bảo đồng bộ để phát triển tối đa cái đàn vật nuôi, tạo ra năng suất sản lượng tốt nhất. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, giá thịt lợn hơi tăng cao cũng khiến cho nhiều người dân dần thay đổi thói quen mua sắm. Sạch, an toàn và bình ổn giá, đây là điều mà người tiêu dùng đang hướng đến. Dịch tả châu Phi nó đang diễn ra rất là phức tạp. Bản thân mình là một đầu bếp thì mình sẽ có một cái lựa chọn đặc biệt cho mình, những cái thực phẩm mà sử dụng cho gia đình hàng ngày hay cho khách hàng ở nhà hàng. Mình cần một cái độ chuẩn và an toàn thì mình lựa chọn là mua thực phẩm ở trong siêu thị. Ngoài trường nó bị đục và nó hay có nhiều các cái váng lên ấy, còn ở trong siêu thị mình luộc cái thịt lên thì mình cảm thấy nó trong, nó sạch hơn, thế nên mình hay vào trong siêu thị mình đi chợ. Để bảo đảm nguồn cung thịt lợn sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng, các doanh nghiệp hàng đầu cả nước đã chủ động kiểm soát chất lượng và tuân thủ quy trình phòng chống dịch nghiêm ngặt từ ngay khâu chăn nuôi cho đến chế biến. Thứ nhất đó là chương trình tiêm phòng, thứ hai đó là chương trình giám sát định kỳ nhằm tránh cái bệnh dịch đang giám sát lưu hành trong cái đàn lợn của Masan Midline. Cái thứ hai là thường xuyên cập nhật các công nghệ mới từ các chuyên gia, và cuối cùng không kém phần quan trọng là chỉ những cái con lợn mà khỏe mới ra khỏi trại. Với việc chủ động quy trình sản xuất theo chuỗi từ chăn nuôi, chế biến cho đến phân phối, những sản phẩm thịt lợn mát Meat Deli luôn giữ được giá thành bình ổn, ít chịu sự ảnh hưởng của biến động thị trường.